Mời bà con quý vị và các bạn theo dõi chương trình Vàng trong đất của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ chuyển đến bà con quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Gương phụ nữ thoát nghèo trên vùng đất khó. Mục nhà nông cần biết sẽ hướng dẫn bà con một số biện pháp kỹ thuật chăn nuôi lợn an toàn sinh học, phòng chống dịch tả lợn Châu Phi. Trước hết mời bà con quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin về nông nghiệp nông thôn. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến thời điểm này, Thanh Hóa đã gieo trồng được hơn 34.000 ha diện tích cây trồng vụ đông các loại như ngô, lạc, đậu tương, khoai lang, rau màu và các loại cây trồng khác, đạt trên 70% kế hoạch. Do chủ động chăm sóc tốt nên đến thời điểm này, các loại cây trồng đều phát triển tốt, hạn chế được sơ bệnh. Nhiều địa phương có tiến độ sản xuất vụ đông nhanh như huyện Thọ Xuân, Yên Định, Nông Cống, Hậu Lộc. Vụ Đông năm nay, ngoài việc đảm bảo diện tích trồng theo đúng tiến độ, các địa phương còn có nhiều chính sách khuyến khích người dân mở rộng diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ ổn định gắn với việc quy hoạch các vùng sản xuất tập trung. Đối với những diện tích bị ngập úng do mưa lũ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chỉ đạo các địa phương hướng dẫn bà con thực hiện các biện pháp tiêu thoát nước, chăm sóc bảo vệ cây trồng, đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư nông nghiệp để tiếp tục gieo trồng diện tích cây trồng vụ Đông còn lại trong điều kiện thời tiết thuận lợi, đảm bảo khung lịch thời vụ. Những năm qua, một số địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đã đưa cây bí xanh vào trồng trên diện tích đất trồng lúa trồng màu kém hiệu quả. Đến nay toàn tỉnh đã có gần 400 hecta trồng bí xanh, tập trung chủ yếu các huyện Hoàng Hóa, Như Thanh, Như Xuân. Theo đánh giá của bà con nông dân, trồng bí xanh kỹ thuật khá đơn giản, ít công chăm sóc, hiệu quả kinh tế lại cao. Trung bình trồng một hecta bí xanh đến khi thu hoạch, chi phí hết khoảng từ 25 đến 30 triệu đồng. Sau thời gian 90 ngày trồng, cây bí sẽ cho thu hoạch với sản lượng bình quân 30 tấn một hecta với giá bán từ 6 đến 10.000 đồng một kg tại ruộng, sẽ cho thu lãi từ 130 đến 150 triệu đồng một vụ. Do không thời vụ ngắn nên nông dân có thể sản xuất 3 vụ trong năm. Từ hiệu quả kinh tế mang lại, vụ đông năm 2020, các địa phương đang tiếp tục đưa cây bí xanh vào trồng, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất, mở rộng diện tích trồng bí xanh. Tính đến tháng 9 năm 2020, 17 xã phường Vendo của thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa đã chuyển đổi được gần 700 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng vật nuôi hàng hóa cho giá trị thu nhập bình quân từ 200 đến 500 triệu đồng một ha một năm. Xác định sản xuất nông nghiệp có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, thành phố Thanh Hóa đã lồng ghép các chương trình dự án hỗ trợ khuyến khích các xã phường vùng Vendo phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp. Đồng thời ra soát, lập quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp từng vùng và ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ kích cầu như hỗ trợ mua máy móc thực hiện cơ giới hóa đồng bộ, hỗ trợ làm kênh mương nội đồng, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất. Từ đó, trên cơ sở điều kiện thực tế, các xã đã chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang các loại cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Điển hình như mô hình trồng rau, hoa quả trong nhà lưới, trồng nấm, nuôi trồng thủy sản, liên kết sản xuất trồng ớt xuất khẩu, khoai tây, chăn nuôi gia cầm. Năm 2019, anh Đỗ Văn Lợi ở ấp Gò Rùa, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đưa cây chanh vàng Mỹ về trồng thử. Đến nay, cây chanh vàng Mỹ đã cho thu hoạch, bước đầu cho giá trị kinh tế cao. Qua tìm hiểu trên mạng xã hội, anh Lợi đã đặt mua cây giống chanh vàng Mỹ từ Hà Nội với giá 100.000 đồng một cây về trồng. Anh Lợi cho biết giống cây chanh vàng Mỹ trước khi đưa về trồng có chiều cao khoảng từ 40 đến 80 cm. Sau 4 tháng cây bắt đầu ra quả, thời gian từ lúc đậu quả đến lúc thu hoạch khoảng 100 ngày. Quả chanh vàng Mỹ khi còn nhỏ có màu vàng nhạt, khi già chuyển hoàn toàn sang màu vàng đậm, hình dáng thon dài ít hạt, trọng lượng trung bình từ 7 đến 8 quả 1 kg. Năm đầu mỗi cây chỉ thu hoạch được từ 1 đến 2 kg, năm thứ hai cây cho năng suất khoảng từ 10 đến 15 kg một cây và sau 3 năm cây cho quả gấp đôi năm thứ hai. Sau gần một năm trồng thử nghiệm, hiện vườn chanh của gia đình anh có khoảng 1.300 cây đang thu hoạch với giá bán 90.000 đồng một kg. Ngoài bán quả, anh Lợi còn dâm cành bán cây giống, tỉa cành tạo dáng để bán cây cảnh trong dịp Tết. Thưa quý vị, bà con và các bạn, từ những diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả, bà Nguyễn Thị Lý, xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã kiên trì nỗ lực cải tạo thành gia trại tổng hợp cho giá trị kinh tế cao. Nhờ đó, gia đình bà đã thoát nghèo và bà Lý cũng là một trong những gương phụ nữ điển hình trong phong trào phát triển kinh tế của địa phương. Nhiều năm trước đây, gia đình bà Nguyễn Thị Lý thuộc diện hộ nghèo của xã. Năm 2016, khi xã Đông Tân có chính sách khuyến khích chuyển đổi sản xuất, Bà Lý xin dồn đổi 5 sào đất trồng lúa vùng chúng thấp kém hiệu quả của gia đình và thuê thêm 5 sào của các hộ dân xung quanh thành một khu tập trung để sản xuất. Được hội phụ nữ xã đứng ra tiến chấp với ngân hàng cho vay một số vốn ban đầu, gia đình bà đã cải tạo lại đất đai làm ra trại tổng hợp. Qua tìm hiểu, nhận thấy điều kiện thổ nhưỡng phù hợp để trồng hoa, bà Lý đã đi học kỹ thuật, đưa hoa cúc vào trồng thử nghiệm. Sau vụ đầu tiên thấy hoa phát triển tốt, bà lấy đầu tư làm mái tre, mở rộng diện tích trồng hoa lên 2.000m2, với nhiều loại hoa khác nhau mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình. Để làm được mô hình như thế này thì gia đình tôi cũng phải đi học hỏi, cũng đi tham khảo các nơi, rồi qua những các cái lớp đào tạo là À, hướng dẫn tới đây là tôi lại còn muốn đưa về hoa thêm cả hoa các loại hoa mới giống mới nữa là như cát tường à, rồi là hoa ly vàng ly tím với phương châm lấy ngắn nuôi dài trên diện tích đất còn lại gia đình bà tiếp tục đào ao nuôi cá giống và thương phẩm đồng thời thả nuôi thêm gà vịt trồng các loại cây quả rau màu cho thu hoạch quanh năm Do chịu khó tìm tòi học hỏi kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi trên sách vở để áp dụng vào sản xuất, đưa các loại cây con phù hợp với đất đai, nên gia trại tổng hợp của gia đình bà phát triển tốt cho thu nhập ổn định. Trung bình mỗi năm trừ chi phí gia đình bà thu lãi 200 triệu đồng. Cái mô hình này thì chúng tôi nhận thấy là hiệu quả kinh tế rất là cao, cao hơn rất là nhiều so với thu nhập từ trồng lúa. Và đây cũng là một mô hình mà địa phương chúng tôi cũng đã khuyến khích các hộ gia đình xung quanh và những gia đình có điều kiện thì để chúng ta phát triển à, kinh tế gia đình kinh tế hộ cũng như là góp phần nâng cao cái thu, đời sống thu nhập của nhân dân trong địa phương. Hiện bà Lý đang có kế hoạch nhận thầu thêm 0,5 hecta đất để mở rộng quy mô sản xuất hướng đến xây dựng thành trang trại tổng hợp tăng thu nhập cho gia đình. Không chỉ là tấm gương điển hình về tinh thần cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, bà Lý còn là một hội viên tiêu biểu tích cực tham gia các hoạt động do hội phụ nữ xã tổ chức. Thưa bà con, quý vị và các bạn, hiện nay một số tỉnh trong nước đã xuất hiện trở lại bệnh dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người chăn nuôi. Trong điều kiện chưa có vaccine phòng bệnh, bà con cần thực hiện các biện pháp kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học để tiếp tục duy trì ổn định và phát triển đàn lợn. Chuồng trại Chuồng trại chăn nuôi phải có tường hoặc hàng rào bao quanh nhằm kiểm soát được người và động vật ra vào trại và phải bố trí riêng biệt các khu, khu chăn nuôi, khu vệ sinh, khu sát trùng thiết bị chăn nuôi, khu cách ly lợn ốm. Bố trí hợp lý theo các kiểu chuồng về vị trí, hướng, kích thước, khoảng cách giữa các dãy chuồng. Nền chuồng phải đảm bảo không trơn trượt, phải có rãnh thoát nước, có độ dốc từ 3 đến 5%. Con giống, lợn giống mua về nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh, có đầy đủ giấy kiểm dịch và có bản công bố tiêu chuẩn chất lượng kèm theo. Trước khi nhập đàn, lợn phải được nuôi cách ly theo quy định hiện hành. Thức ăn, nước uống, thức ăn sử dụng cho chăn nuôi lợn phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn và khẩu phần ăn của các loại lợn không sử dụng thức ăn thừa của đàn lợn đã xuống chuồng thức ăn của đàn lợn đã bị dịch cho đàn lợn mới nước cho lợn uống phải sạch đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng các trại chăn nuôi phải áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng phù hợp với các loại lợn và giai đoạn sinh trưởng phát triển vệ sinh thú y Chất sát trùng tại các hố sát trùng ở cổng ra vào trại chăn nuôi, khu chăn nuôi và chuồng nuôi phải bổ sung hoặc thay hàng ngày. Định kỳ phun thuốc sát trùng xung quanh khu chăn nuôi, các chuồng nuôi ít nhất 2 tuần một lần. Phun thuốc sát trùng trên lợn một lần một tuần khi có dịch bệnh bằng các dung dịch sát trùng thích hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Sau mỗi đợt nuôi phải làm vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi và để chống chuồng ít nhất là 7 ngày trước khi đưa lợn mới vào. Các trại chăn nuôi bắt buộc phải có hệ thống xử lý chất thải trong quá trình chăn nuôi. Bản tin vàng trong đất của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và gặp lại. Bà con, quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website truyền hình thanh hóa.vn hoặc trên kênh youtube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa.